cái màu mới cho nhà BVR nha cả nhà. Đây mẫu này đáng lẽ em có hai phiên bản cho cả nhà mình luôn, là tay dài và tay ngắn nha. Nhưng mà tay ngắn em về được có 20 mấy con là đã hết sạch luôn rồi cả nhà. Hôm qua em về tay ngắn thì khách quen nè, và những khách mà đặt trước á là em chia hàng không còn luôn. Bây giờ em chỉ còn tay dài cho cả nhà mình thôi. Thì tay ngắn thì khoảng tầm 2 tuần nữa em sẽ về lại nha. Cả nhà mình cứ đón xem, follow kênh của em để mà theo dõi nha. Đây, tay dài rất là đẹp nha cả nhà. Con này cả nhà mình mặc á, là cái màu nó sẽ rất là đầm nha, nó không có bị chói, nó không có bị nổi bật đâu cả nhà. Nhìn cái màu xanh như vậy thôi nhưng mà nhìn ở bên ngoài nó rất là mát luôn á cả nhà ơi. Cái màu xanh nó rất là mát và nó nhạt nha cả nhà. Cái cách phối màu của BBR mà hàng chuẩn á, nó sẽ rất là đẹp, nó không có bị sến đâu nha cả nhà. Cái màu xanh rất là đẹp luôn, màu xanh rất là sang luôn. Và từng cái cúc áo là có khắc chữ cho cả nhà mình ha, cúc áo xám nhũ nè, có khắc chữ ha. May đường may rất là tỉ mỉ, rất là thẳng nha cả nhà. Những cái sọc này may rất là thẳng cả nhà thấy không? Những cái sọc nè, hàng rất là chuẩn giùm em nha. Những cái sọc nó không có bị lệch nha cả nhà. Đường kim mũi chỉ là rất là thẳng nha. Tay áo nè, chất chống nhăn nha cả nhà. Con này bản nhà em là bản hoàn thiện cao nhất thị trường nha. Chất này là chất cao nhất rồi. Cả nhà mình cứ yên tâm, chất này không có bị nóng, mặt rất là thấm hút mồ hôi nha. Cực kỳ mềm mịn mát luôn. KT pha lụa nha cả nhà. Đó, chất chống nhăn. Cả nhà mình chuyên chơi cái hàng sơ mi BBR thì nhìn cái áo là biết liền luôn á cả nhà ơi. Nhìn cái áo là biết liền hàng như thế nào luôn ha. Size từ S cho tới XL nha cả nhà.